Tổng giám mục ngoại trưởng Vatican, Đức giáo hoàng Francisco đã bày tỏ sự mong muốn và ý định thực hiện chuyến thăm Việt Nam vào thời điểm thích hợp. Thưa ngoại trưởng, chuyến thăm của Đức Cha lần này là từ lời mời của Hội đồng giám mục Việt Nam, nhưng trong chương trình cũng có các cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh trà, các vị đại diện của ban tôn giáo chính phủ Việt Nam. Như vậy, đây là một chuyến thăm cả về tôn giáo lẫn ngoại giao. Xin Đức Cha tóm tắt lại trọng tâm làm việc của những ngày qua chuyến thăm của tôi là đáp lại lời mời của Hội đồng Giám mục Việt Nam, nhưng cũng diễn ra sau khi tòa thánh. Và Việt Nam đạt được thỏa thuận về nâng cấp quan hệ qua quy chế hoạt động của đại diện thường trú và văn phòng đại diện thường trú tòa thánh tại Việt Nam. Đây là hoa trái của một hành trình lớn về đối thoại đặc biệt mang tính ngoại giao. Nhiều lần trong các cuộc đàm phán này, từ 15 năm qua và vẫn đang diễn ra, tôi đã nhận được lời mời từ chính phủ Việt Nam để đến thăm đất nước xinh đẹp của các bạn. Tôi đã luôn muốn thực hiện điều đó, một khi mà thỏa thuận nêu trên có thể đạt được, và tôi thấy hạnh phúc vì đã giữ được lời hứa của mình. Như vậy, đúng, chuyến thăm của tôi vừa mang tính ngoại giao, mà cũng là một chuyến thăm mục vụ đến các giáo tỉnh của Việt Nam. Và một chuyến tông du của Đức Giáo hoàng Francisco, mà cộng đoàn dân Chúa Việt Nam vô cùng mong chờ, có thể hy vọng được diễn ra trong năm nay, Thưa ngoại trưởng. Xin Đức cha cho biết thêm về quá trình chuẩn bị cho một chuyến đi như thế. Hiện tại, tôi chỉ có thể nói với các bạn rằng Đức Thánh cha đã nhận được lời mời đến Việt Nam, cả từ phía chính quyền lẫn từ giáo hội tại địa phương. Đức Giáo hoàng Francisco đã bày tỏ sự mong muốn và ý định thực hiện chuyến thăm Việt Nam vào thời điểm thích hợp. Tôi chưa thể nói về thời gian diễn ra chuyến tông du. Cần sự chuẩn bị đáng kể về mặt ngoại giao, về phía giáo hội và về cả hậu cần cho một sự kiện như thế. Từ đây đến cuối năm, để hoàn tất hết những hạng mục như vậy thì thật khó khăn. Tuy nhiên, chúng ta hãy chờ xem.